Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trần Liêm sẽ thông báo cho mọi người là về cái dòng đàn Yamaha BRX900. Hiện tại hôm nay là ngày 22 tháng 5 2022 và bên hãng thì báo là đến khi mà sản phẩm về đến thành phố Hồ Chí Minh là ngày 8 tháng 6 2022 và đây là cái ngày dự kiến nha mọi người. Ngày 8 tháng 6 2022 sẽ có SX900 mới và dự kiến thì nó sẽ tăng lên 5%. Giá hiện tại là 32 triệu rưỡi một cây mọi người, mà tăng thêm 5% có nghĩa là nó lên đến 34 triệu 125 ngàn đồng một cây. Tuy nhiên thì Trần Liêm vẫn giữ cái mức giá bình ổn cho mọi người, thì mọi người sau ngày 8 tháng 6 mọi người sẽ mua được với giá là 33 triệu 500 ngàn đồng nha. Trần Liêm hỗ trợ giá nha cả nhà, 33 triệu 500 ngàn đồng đầy đủ phụ kiện luôn rồi đó. Tức là sau ngày 8 tháng 6 mọi người đặt hàng mua thì với giá là 33 triệu 500 ngàn đồng, bao gồm bao da, chân đàn, USB dữ liệu, giáo trình học nha. Rồi ok, tuy nhiên thì Trần Liêm sẽ có triển khai một cái chương trình gọi là chương trình đặt cọc trước ngày 8 tháng 6 thì mọi người sẽ có mua được với giá ưu đãi là 33 triệu. Và chương trình này nó sẽ diễn ra là từ ngày hôm nay cho đến ngày 5 tháng 6 nha. Ngày 5 tháng 6 thì Trần Liêm sẽ chốt đơn và Trần Liêm sẽ đặt bên Yamaha nha. Và mọi người biết là đợt này về nó về khoảng 50 cây đàn thôi nha cả nhà. Toàn quốc luôn mà chỉ có 50 cây đàn thôi thì mọi người biết là nó cũng rất là khan hiếm nha. Do đó những anh chị em nào mà có nhu cầu thật sự mua SX900 hãy cọc cho Trần Liêm đi. Mọi người không có mất tiền đâu mọi người sợ. Mọi người cứ tìm hiểu nhạc cụ Trần Liêm cho kỹ vô. Còn nếu sau khi tìm hiểu kỹ rồi mọi người thấy tin tưởng rồi thì cọc cho Trần Liêm trước 1 triệu đi. Mọi người sẽ mua được với giá là 33 triệu. Khi nào có hàng thì trong khoảng từ ngày 8 đến ngày 10 sẽ có hàng. Và sau đó Trần Liêm sẽ báo mọi người đến lấy hoặc Trần Liêm gửi hàng đi cho mọi người. Rồi thêm một cái ưu đãi nữa. Nếu tất cả anh chị em nào mà chuyển khoản đủ cho Trần Liêm 32 triệu 500 ngàn đồng thì sau ngày đó mọi người mua với giá là chỉ là 32 triệu rưỡi thôi. Tức là những ai mà thật sự là rất là tin tưởng Trần Liêm và có điều kiện tài chính á, thì chuyển khoản đủ đi mọi người sẽ được mua với giá là 32 triệu 500 ngàn đồng. Thì đến ngày này hạn chót mà Trần Liêm nhận tiền là ngày 5 tháng 6 nha. Thì nếu mà Trần Liêm bán cho mọi người với cái mức giá như thế này á thì Trần Liêm lời chắc được 100-200 ngàn đó. Nhưng mà Trần Liêm sẽ vẫn khuyến khích mọi người chuyển khoản đủ để mọi người mua được với cái giá mà gần như là giá gốc luôn rồi đó nha. Giá này nó chênh lệch với giá Trần Liêm nhập vô thì chỉ có vài trăm ngàn thôi. Do đó mà mọi người nhanh tay lên, hàng hóa lúc này nó khan hiếm dữ lắm và nó cũng rất là đắt đỏ. Nhưng mà bữa trước mọi người nhớ cọt không? Cọt BA700 á, Trần Liêm bán cho mọi người có 23 đến 23 năm đúng không? Ngày hôm nay nó lên là 28 triệu. Mọi người thấy nó lên gần 5 triệu không? Còn BA1000 là từ 35 năm mà nó lên 40. 35 năm mà nó lên 40 là nó lên gần 4 triệu rưỡi. Trong khi Yamaha thì nó lên có 1 triệu mấy à? Lên 500. Nhưng mà nếu mà mọi người chuyển khoản đủ thì vẫn giữ nguyên cái mức giá là 32 triệu rưỡi cho cả nhà luôn. Đầy đủ phụ kiện, full phụ kiện. Hàng mới 100%. Rồi, cái thông báo này chỉ dành cho những ai thật sự tin tưởng Trần Liêm, có nhu cầu mua thật sự cái dòng SX900, nhanh tay liên hệ được để được hưởng khuyến mãi nha cả nhà. Rồi có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp với Trần Liêm trước ngày 5 tháng 6 nha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.